Thưa bà con, hôm nay ở à đầu lên một cái tấm lưới dù, lưới dù Thái ba màn. Đây là hàng lưới dù Thái xịn cho bà con. Thì hàng này à, làm theo yêu cầu và có cái điểm đó là hàng này không kẹp chỉ. Thì thưa bà con, cái dòng lưới này thiết kế cho bà con là cái dòng phao cụ cái màu trắng. Hàng này độ nối rất là cao. Thì ngoài phao lối à, hàng phao củ cái trắng học màu xốp này, xốp trắng này thì ở à đầu còn có cái hàng phao ABS nếu như, như bà con có nhu cầu. Thì cái tấm lưới này có chiều cao là 5 m, dài là 100 m Nói về chiều cao chiều dài thì làm theo yêu cầu cho bà con và cái mắt lưới cũng vậy Cái tấm lưới này làm theo yêu cầu cho khách hàng vì thế mà cái tấm lưới này là không cặp trì tại vì bà con đặt cái một bà con đặt một tấm lưới này về là tận dụng cái trì có sẵn ở nhà thì bà con cặp vào cái lưới này còn ngoài ra ở đầu công một cái cái gợi ý cũng như công một cái lưu ý khi bà con đặt những dòng lưới dù cao 5m hoặc là cao 4m hoặc cao 6-7m chẳng hạn thế không cặp chì thì bà con về có thể tự buộc đá hoặc là buộc gạch ống. Khoảng tầm vài mét bà con buộc một cục gạch ống vào. Mục đích là đánh những hồ sâu thì bà con muốn cho nó chìm nhanh hoặc là đánh những chỗ nào có điểm mà nước chảy xiết hoặc là sóng sánh, sóng lớn thì bà con nên buộc gạch là hợp lý nhất. Thì cặp trì ở đây tuy là nó nặng thật nhưng mà đánh nước chảy xiết thì không thể chống nổi bà con ạ. Kính thưa bà con, đây là một trong những dòng đặt mà làm theo yêu cầu, vì thế mà cái màn bên ngoài cái áo bên ngoài gọi là áo ốp hai bên màn bên ngoài làm bằng sợi dù quả nhật và dòng này là được đan tay thủ công cho bà con kích thước mắt lưới ở đây thì nó đã rất là đa dạng như hôm nay a đầu làm theo yêu cầu cho khách hàng ở đây là mắt lưới này thèn tư 8 phân sợi 4 rất đẹp ngoài ra đi 8 phân ngoài 8 phân ra thì còn rất nhiều các mắt lưới khác nhau bà con cứ làm cứ lên đơn là a đầu sẽ làm theo yêu cầu cho bà con hàng sản xuất gia công tại gia đình vì thế mà những cái sản phẩm ở đây đảm bảo cho bà con về chất lượng cũng như là về theo đúng yêu cầu đánh bắt làm sao hiệu quả nhất cho bà con Đấy, bà con xem nhé và bà con có đặt hàng thì liên hệ với A Đấu xin cảm ơn bà con